rồi làm rất nhiều ca khó người ta gửi các tỉnh ra. Vâng. Thợ xử lý không được. Món này phải các bác chơi. Đấy. Nhưng mà mình làm lâu năm nó kinh nghiệm và nhiều. Thời gian trước có một đợt làm chuyên chỉ có đồ âm ly không. Tính mấy chục năm rồi. Làm. Đây suốt từ đợt đấy em chẳng có vệ sinh gì đâu. Đấy, ok. Thì bình thường không sao thì chả vệ sinh làm gì. Nhà để nhà nó cũng bụi. Việt Nam mình thì nó bụi ẩm nó mà nó cũng dễ bị các cái bệnh nổ lẹt xoẹt. Nhất là mùa nồm nó bốc hơi lên. Tại nhà nó đang dùng. Đây tháo con này ra bắt đầu. Trước khi làm là vệ sinh chạy. Các nhà bạn cũng rủi. Này. Bụi bẩn quật thật đấy. Đó, này. Từ trong ra ngoài bám bụi ác thật. Này của anh khách phố Vĩnh Tuy, khu vực Vĩnh Tuy này gần cầu này bụi bặm. Trong Việt Nam mình thì khí hậu ẩm bụi, nhưng ở đây mặt phố Vĩnh Tuy nó càng bụi. Đó các bạn nhìn thấy bụi nó thành một lớp như thế này. Bốn con sò sắt đây. Đây là trước khi bước vào sửa chưa vệ sinh. Tí nữa đoàn sẽ thổi cho nó sạch sẽ, các bạn xem nó sẽ khác như nào nhé. Xong cũng không thể đảm bảo được. Bây giờ nhìn rõ linh kiện rồi.
sẽ ra cả nhà. Này nó có cầu điện để chuyển từ 220. Đó. Đây các bạn ơi. Sau khi vệ sinh nhìn mạch nó lại sạch đẹp như thế này. Này thì mình sửa xong nó mới chạy đảm bảo được. Bây giờ mình nhìn rõ cả cái cầu chuyển điện nó đây. 117V, 240V này. 220V, 100V này. Đó. Anh này anh đang để 100V, 117. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì tốt nhất là để sang 220 luôn các bạn. Sansui 5000A của anh khách ở phố Vĩnh Tuy mang sửa. Đây là cái cầu điện các bạn ạ. Để 117V như này thì cắm 100V là sai rồi, không hay rồi. Đó, về Việt Nam mình thì nên quay lại như này. Người ta đã, đây là bên Nhật đã thiết kế sẵn rồi để xuất sang các nước. Đó, mình cắm sang bên này. Thế như vậy là con này đã dùng sang điện 220V nha các bạn nhé. Cắm thẳng điện lưới luôn, đỡ bị cắm nhầm. Đây các bạn ơi. Con âm đi 5000A của anh khách ở Vĩnh Tuy đây. Thì nổ một vế ra Đức Đoàn đã sửa xong rồi. Rồi sẽ thử cho các bạn. Vế trái phải ngon lành. Đó. Radio. Lành và chạy rất chuẩn. Đó, so ban đầu thì nó rất sáng lên rồi. Hà Nội buổi 12 giờ trưa ngày hôm nay thì lại bắt đầu hửng nắng rồi các bạn ạ. So với tối hôm qua là rất lạnh. Chúc các bạn và gia đình có một ngày nghỉ chủ nhật bên gia đình thật là vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. À mà quên, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ Đức Đoàn với nhá. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó, những con âm ly cổ này tắt đi một tí nữa mà nó mới không kêu hẳn các bạn ạ. Xin chào các bạn.